Ok, thì chào mừng bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì cuối tuần này thì BOBG nó mở lại cái server test á, cái map 4x4 có mới á. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử nhé. Đợt trước thì mình đã chơi cũng đã chơi thử rồi, nhưng mà tại vì hồi đó nó giật lag nó còn nhiều á, cho nên mình không có làm clip được. Với lại đa phần mình nhảy vô mấy chỗ lớn mình coi nó như thế nào á thì mình toàn chết không à. Đâm ra thì nếu mà làm nó sẽ coi chán á. Lần này vô thì nó cũng cho thêm vài cái gì ta, kiểu như là thêm một cái địa danh nào đó, nghe đâu có Việt Nam nữa, Hà Tĩnh á, rồi một cái số chi tiết cái đồ cũng thay đổi hơn, nó cũng có phải nói tối ưu tốt nữa mà mình cũng không biết sao. Ồ, sao lát thế, hơi giật nhỉ. Ơi mình đang làm gì ơ về lờ chọi táo nhau vá nhây. Ôi nó vẫn bị giật ha. Lúc mà đứng à, bạn thấy FPS trong tuột không? Bạn thấy cặp mình đâu có làm chạy hết công suất đâu, thấy không? Nhưng mà nó giật thì nó vẫn giật tuột FPS. Kệ nó, để coi vô trận nó sao. Chọi táo, chọi đầu nó. Chọi được mấy trái, ta chọi nhiều thiệt nhiều được luôn hả? Đá vậy? Ờ hết rồi. Ôi mà bạn thấy mạng mẽo nó giật ha. Mình chơi với server kia bình thường mà ta, có cái này nó bị gì? Nhưng chịu đựng xem sao chứ bên bên ngoài máy mình đâu có bật thêm cái gì đâu. Mà sao vô đây nó vẫn giật? Lên máy bay thì ổn định giống như cái server kia nè. Mấy cái map thường. Qua Hà Tĩnh, giờ đi Hà Tĩnh đây nè. À, Hà Tĩnh ở đây. Chà, cũng có nhà cửa hơi đâu gì ta. Đó chắc là điểm hot cho mấy anh em Việt Nam đó. Về hả? Tôi Việt Nam tôi xuống đây nè. Ôi, map nó nhỏ quá nên bay có xíu tới nơi. Mình sẽ đáp ở đây thôi, mình tại mình nghĩ trong Hà Tĩnh nó sẽ đông lắm. Thấy thấy không? Ủa? Ở trên kia nó xuống nữa. Ui, vẫn bị giật ha. Nói chung là mình đáp xuống coi lúc. Hồi kỳ cái server này chơi nó lúc mà là rớt xuống rồi nó rác lắm, nó giật lắm. Coi cũng... Lút đồ thì mạng mẽo hơi chậm ha. Coi nó có ổn định leo. Nói chung là mạng mẽo nó lút đồ, nó lụm đồ lên nó hơi chậm tí. Thấy không? Một xíu nữa đồ nó mới qua. Ui, cái dép bà đây. Mũ luôn. Ý. Trời, mở cửa cũng chậm nữa. Bạn thấy không? Nó vô rất là lâu. Hù. Ui. Cái đéo gì đây? Thì gớm gì? À, thiết kế mà nơi canh thì sợ thiệt. Có nên vô đó chưa ta? Chưa có scope. Dạo thêm tí nữa đi. Bo ngay Hà Tĩnh qua kia mà. Kiếm cái súng ngắm K98 cho ngay, để mình cam vô bên trong. Không nếu mà không có thì cho mình cái scope cũng được. À, mở cửa lầu quỷ. À, nặng thay nhanh hơn. Kệ nó, lấy một cái đi. Đàn vàng AK đó. Đúng thiệt nó vô nó hơi lâu tí. Này không phải vô mạng mình nha, nãy giờ mình chơi bình thường. Có vô đây nó bị gì? Ơi có scope rồi nè. Ui scope 2 luôn. Ngon vậy. Điệp mẹ mày thằng Việt Nam. Vãi mấy thằng mấy ông Việt Nam đặt tên tếu vậy. Ui giảm thanh à.
Ui ngon. Gắn còn bị sao bắn đứt nghe gì luôn. Má lại mơ nơi canh ghê thiệt. Thôi, đủ rồi, vô chinh chiến nè. Hai cái súng cũng có phụ kiện rồi đồ hết rồi, băng đét rồi đồ cũng có hết. Vô, chinh chiến. Thiết nghĩ mà 16, mình nghĩ là nên có cái băng đạn thi nhanh nó. Không có. Ôi, địt mẹ Việt Nam chết rồi. Không sao, tôi sẽ qua đây tôi báo thù cho anh em Việt Nam đã tử nạn ở trong Hà Tĩnh. Phải báo thù. Chơi server này không khác đâu. Đúng rồi thật. Ấy, mở rộng á. What the fuck? Who is cũng xinh đó. Ơi, rất gần. À, trên đó, trên đó. Vẫn chưa chết nhau đâu. Chết rồi. UMB giết. Lút đi con, lút đi con. Lút đi con. Mày lút là mày chết. Nằm xuống. Thank you máu nước các thứ. Có kè không? Đi không có kè. Kiểu này chắc phải ba lô tụi nó có ba lô mấy? Ba lô 2 hết hả? Cày vào đây. Đạn xanh thêm một tí xíu nữa. Chưa chỗ lưới đu đạn nè. Máu. Đủ luôn. Nó vô. Đó. Địt mẹ hơn cái chảo. Ngay đầu rồi đó. À, tài hẻo rồi, hẻo rồi. Bạn hẻo rồi sao? Đéo. Không chịu lựu đạn đâu. Bạn ơi, bạn hẻo rồi, bạn lòi đầu ra cho mình hộ cái nè. Hộ cái bạn ơi. Hay đó. Nó bắn mình nữa vậy. Trời ơi. Sấy vậy rồi mà chưa chết à? Ít còn vô đó máu luôn hả? Ly vậy. À, thôi nó hên hơn mình nó thắng được rồi, đúng rồi. Không sao. Nói chung vẫn giết được người. Việt Nam vô đó đông đó. Tiếp nè. Dán nữa. Nó nãy bắn cũng tốt. Nó bắn ngay đầu mình viên nữa kìa. Viên ngay đầu rồi hư hết mũ một rồi. Cái sau đó nó mới công lên. Nó biết mình qua máu nó công lên. Nói chung là biết cũng biết chơi cũng tốt. Kệ nó cho dán khét. Trải nghiệm là chính. Trải nghiệm là chính mà. À, giật quá. Cái chỗ phòng chờ nè. Chả biết ở đâu nữa mà giật quá à. Cái khu này là khu gì đây? Ben. 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 Chạy ra khỏi đây cái hết hả? À? Phải. Có đứng đó chắc tụ tập đông quá. Quay nhanh cho cái nhìn vô trong đó cái là lát. Nhìn vào đây nè. Lên 60 lại thấy không? Nhìn vô đây cho cái. Ủa nó tụt.
Nhìn vô đây nó tuột. Ghê lờ. Trái thì chọi làm gì. Ơi hết rồi. Hà Tĩnh tiếp ta. Hà Tĩnh tiếp thì cái khu vực bút cam này chắc đông. Vẫn là chiến thuật cũ, nhà cũ. Đáp xuống đó, rút viết xuống qua Hà Tĩnh. Ấy chè, có vẻ như cũng có người xuống đó hả? Có không? Gì phải có chứ. Khu đó giờ người Việt Nam xuống đông lắm. Xuống nè, đâm đầu xuống chỗ này. Chỗ nhỏ quá, đi đâu không thấy người. Trời ơi, Hà Tĩnh không có ai. Ôi vậy. Cũng trong bom mà. Ôi. Tí vô đó luôn. Giờ trong đó lại lia vãi. S12K không thèm lụm luôn, không thèm lụm chảnh. Có ai đây đâu, có mình ta, mình ta lút thôi. Từ từ, kiểu gì có súng lớn mà chưa, súng lục không gì. Ủa, máu Win 94 nữa chứ. Không sao. Không có, tao qua bên kia. Ở nhà này như chưa loot vậy. Đúng rồi. Cũng có mẹ gì đâu. Map này đối với mình nó khó top bộ lắm. Tại nó mình không có quen địa hình đây. What the fuck, trời mưa hả? À, mưa luôn. Căng rồi nha. Thời tiết thay đổi luôn. Lại là kem màu 16. À, nó lút đồ chậm kinh khủng luôn. Đấm này đi. Không bắn thông sinh đâu. Lại là cái set súng cũ. Thông sinh nhiều dữ vậy, kiếm cái vector không có à. Rồi, vô Hà Tĩnh. Coi như độ không có ngon giống nãy. Vẫn đây vẫn có một chiếc thuyền ở đó nữa. Hai tiếng chân rồi đổ đi lẫn lộn hết luôn. Tiếng mưa rồi đổ lẫn lộn hết á. Vậy nó hơi khó tí. Đợi chung cũng tạm, mình cũng kiếm cây súng nhắm coi nãy giờ không được cầm khe hay là cái gì. Có gì đây không? Cái này không ai xuống đây rồi ta.
Mình nghi lắm, kiểu gì cũng phải có một hai đứa xuống đây. Nói thật, chúng nó đi cũng gặp rồi, chỉ là không biết mình với nó ai thắng thôi. Ổn ghê không? Có vector ở đây rồi. Lối kiến trúc cũng giống Việt Nam đó, nhưng mà chưa giống lắm đâu. Túi đèn mũ 2, ba lô 2, full set 2. Ok. Tiếng chân với tiếng mưa nó lẫn lộn nhau hết luôn à, mình không nghe được cái gì. Cấp 4 à. Vẫn cứ đề phòng. Mắc cà lờ nữa. Không, chơi một tí vậy map nó sẽ ổn định cái khung hình lại. Mấy mình cũng đâu thuộc dạng mạnh gì đâu, nhưng mà nói chung thế là quá cũng được rồi. À. Có mình bên. Nó phải năng xịt luôn. Ôi. SKL nữa. Nên bắn KL hắn ta. À, thiệt sự. KL giờ nó chậm quá. Mấy con súng AR giờ nạp đạn chậm như quý. Sấm chớp nữa. Ôi sao. Kiếm súng nhắm đâu là ngon rồi, không có. Bò vô mẹ nữa chứ. Bò cũng gần, bò trung tâm. Đút chút đỉnh nữa đi. Thế lúc nãy giờ mình kiếm súng nhắm không có luôn á. Khó kiếm. VL. Đời ghê. Bốn mươi lăm giây nữa chạy kịp. Ở túi đạn đi thấy nhiều quá, không thấy cái K98 khó khăn. Ôi cầm bè. Trường này cái gì đây? Không mà nó vô bò mẹ luôn đi. Hà Tĩnh hôm nay không có ai. Nói về kìa, tiết này á thì một số người cảm thấy khó chịu, một số người lại thích, tại vì nó không có nghe tiếng chân của nhau á. Đối với mình thì nó cũng hơi bình thường ấy.
Ai mà bữa ai cũng bị như thế thì cũng khó chung mà, chứ đâu phải là mình đâu. Khó thì khó chung, ai cũng không nghe được, kệ nó. Đôi khi không nghe được thì đây cũng có cái lợi cho mình. Ơ sao nhiều thế? Không có K98. Ui, Red Dot. Mình thích bắn Red Dot hơn. Tùy người á. Số người thích, số người không thích. Mình nghe tiếng xe hả? Kiếm con súng đó khó dữ người ta. Bò vô rồi. Nước uống đồ mình cũng nhiều lắm rồi á. Cái xe đậu ghê vậy. Vô bò. À, nhìn cái chảo à. Hài vậy. Trời ơi, bo xe. 1 phút mấy nữa chạy à. À, có tiếng súng rồi kìa. Buồn rồi, không có súng xịn. Chứ nó ngắm xa một tí á, dễ bắn nó hơn. Này không có luôn. Hay là AK chứ. Tại súng trường. Ui, AK. Súng ngắm không có. Anh phải bơi rồi. Đồng ghê. Phải lội nước rồi. Nước cũng cạn rồi. À, qua phải boot cam chứ, boot cam đông lắm. Vô cho map này thì dễ bị cam các bạn biết không? Ôi. Mất máu lãng xẹt không? Con đứa nào chạy sau lưng không? Mà cái bút kèm này nó đông lắm. Nó vô đây cái nó tụt. Trò này mà nó xuống dưới 50 cho cái là mình thấy khó chịu rồi. Đó, vẫn còn tiếng súng ở trong. Không để lại cái thứ gì có giá trị gì cho mình. Biết mà. Kiểu gì cũng phải nó cũng để lại thứ gì nó có giá trị cho mình nè.
Mình cần thêm đạn AK. Quá nồng đúng không ta? Không được rồi. Xét nhiều quá. Ủa má tuột à. Nó trên đầu mình nè à. Con đứa trên đầu mình không dám chạy. Liều mạng gì. Này không biết phải tiếng mình hay là tiếng nó nữa. Ghê quá. Giờ này tụi nó vẫn solo ca chính tám với nhau 15 đứa. Quá ghê quá. Má qua khu nhà nữa chứ ghê quá. Hay giật quá. Hay có xe quân sự đâu à. Ở xe bắn tải bên map sa mạc. Tụt dữ quá. Một đứa bị bắn. Mình phải tới được mỗi khu nhà nào đó chứ không thể đứng ở đây được. Mình đoán không giỏi rồi. Ui, mới bò đồng kìa. Nó xét ta mình chạy. Phải chạy hướng này. Căng quá, giờ sao vậy ta? Bò vô mẹ luôn rồi. Bò để thu nhanh quá. Bên hông gì mà vẫn còn hả? Căng vậy. Chờ, bò xa luôn.
Bò căng dở, chạy nhanh dở. Đây là 7 nằm núp. Bốn đứa. Đứa, hai đứa nữa, tụi nó sẽ ở đâu? Căng rồi nha, đồ má bò. Đồ cỏ à. Mười bốn giây. À đây 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 thấy rồi. Lần con đồ thôi, cái này là do mình hên, do mình hên là do cái thằng đồ cỏ kia nó bị thằng dưới đây bắn, cái nó không có tập trung được mình nằm xuống ở đây á nên mình bắn nó được. Còn thằng này thì nó không biết mình ở đâu, nó thấy khỏi khói ở đây, nó tưởng mình bên đây, nó canh hay ai về đâu má mình núp ngay con đá mình bắn nó. Vui rồi. Mà lục toàn highlight đẹp. Nói chứ cũng mình cũng tầm thường thôi à, nói kiểu như là chơi không có giỏi á nên phải sử dụng thủ thuật thôi, thì nó phải tinh tế hiểu không. Nói rồi cái đứa đồ xịn nhất đâu có nghĩa là cái thằng nó sẽ thắng đâu. Đoạn cuối thì mình hơi run tay tí, lúc bạn thấy mình nhắm cây vào nó đó, cái tay mình nó kiểu lúc đó nó hơi run tí. Đó giờ mình cũng chưa có tập lại được nữa, kiểu như là cái đoạn cuối của bất kỳ trò nào cái gì á, nhất là trò này nè, cái đoạn cuối mình hay bị dễ bị run tay lắm. Chơi với bạn mình trừ khi mình nhiều lúc mình biết nó ở đâu mình xấy, nhiều lúc cũng không dính nó nữa nên nhiều lúc mình tay mình thế. Ai giờ mình chơi xong tay vẫn hơi run nữa. Ok thì clip của mình tới đây ha, chủ yếu là để trải nghiệm game vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha, nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.